Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Ở đây có bạn nào đang xem video mà chưa bao giờ bị mụn hoặc là bị thâm mụn không? Mọi người đang xài filter gì vậy? Nói giỡn thôi chứ, dân gian có câu ai rồi cũng sẽ bị mụn. Mụn trứng cá, mụn mủ, mụn sưng, mụn viêm, mụn đầu trắng, mụn đầu đen. Và bây giờ mọi người có thêm một loại mụn nữa, mọi người biết là gì không? Mụn kích ứng do xài treatment. Bây giờ bạn nào cũng xài treatment hết. Xong là nở hoa luôn. Nhưng mà người biết sao không? Nếu mà mụn á, Trinh sợ một thì thâm sáu mụn là Trinh sợ 10. Kiểu phải chăm sóc giảm mụn thôi là đã rất là cực khổ kinh khủng. Xong bây giờ phải mụn hết rồi, phải lo làm mờ thâm sáu mụn như thế nào thì nó còn kinh dị hơn. Nói chung là điều trị ở cái bước nào nó cũng kinh khủng hết. Và nhất là cái việc mà làm mờ thâm sáu mụn á mọi người. Nếu mà mình không có làm ở clinic á thì mình ở nhà là mình phải xài 7-7-49 bước, bao nhiêu là thành phần hợp chất hóa học kết hợp laser các kiểu luôn. Trinh nó là một người skincare rất là kỹ rồi, nhưng mà mọi người biết sao không, bị cái tính chất nghề nghiệp á là mình phải test sản phẩm mới thường xuyên liên tục, nên là rất khó tránh khỏi việc những cái sản phẩm mới như vậy với những cái hoạt chất nó làm cho da của mình lên mụn, xong rồi kiểu bị thâm sâu mụn. Nhiều khi Trinh tự ti đến nỗi một thời gian phải thông lên clip luôn á, cho nên là đây là một cái vấn đề mà chuyện đau khổ không của riêng ai. Cho nên là lúc nào Trinh cũng trong một cái công cuộc là tìm kiếm những cái sản phẩm nào mà có thể giúp cho mình không chỉ là hỗ trợ giảm mụn mà đặc biệt là còn giảm thâm sau mụn, mà nó phải hiệu quả với lại nó phải an toàn và kiểu nhanh gọn lẹ thôi. Cho nên là video ngày hôm nay thì Trinh sẽ chia sẻ với mọi người một cái sản phẩm mà Trinh đã tìm được nha. Và mọi người chỉ cần dùng đúng một cái sản phẩm thôi, chỉ cần dùng đúng một cái bước đó thôi thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là tốt trong cái vấn đề là giảm thâm sau mụn. Và cái hiệu quả của nó thì nhiên là sẽ không có nhanh, không có mạnh so với việc là mọi người kết hợp 7-7-49 bước hay là đi clinic để can thiệp, nhưng mà nó sẽ có hiệu quả sau tầm khoảng cỡ 14 ngày thôi. Full proof, cần phải laser thành phần này thành phần kia, hạn chế luôn cái việc cho mọi người là bị đụng độ với những cái treatment mà mọi người đang xài nữa. Thì sản phẩm mà Trinh sẽ review cho mọi người ngày hôm nay là một em serum đến từ nhà Eucerin. Sản phẩm này là mới lên kệ nhà Eucerin luôn, Trinh rất là may mắn được trải nghiệm trước để mà có thể đủ thời gian review cho mọi người về cái hiệu quả thật sự của nó ở trên da của mình. Đặc biệt đây là cái sản phẩm đầu tiên mà Eucerin kết hợp cả cái việc là vừa làm sáng da vừa giảm thâm nữa. Chỉ cần một chai này thôi nhưng mà sẽ làm được rất là nhiều công chuyện. Hay ho nhất là mọi người có thể dùng bạn này song song với quá trình mà mọi người điều trị mụn luôn, miễn là mụn không quá sưng viêm thôi. Như vậy thì nó vừa tiết kiệm thời gian, khi mà mụn của mọi người hết đó, thì cái vết thâm nó cũng sẽ không có để lại quá là rõ rệt. Mặt khác nếu mà mọi người bôi đều khắp toàn mặt luôn á thì nó sẽ còn có công dụng là dưỡng sáng, làm đều màu da tổng thể trên gương mặt của mình. Sản phẩm của Eucerin thì thật sự là Trinh đã xài qua rất là nhiều sản phẩm khác nhau rồi, và Trinh cũng tự review trên channel của mình, mọi người theo dõi kênh của Trinh thì sẽ thấy mà. Nhưng mà đấy là lần đầu tiên mà Trinh được làm việc trực tiếp với Eucerin, nên là kiểu Trinh rất là hào hứng luôn. Và Trinh cũng rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Trinh để Trinh có được những cái cơ hội làm việc với những cái công ty tập đoàn mỹ phẩm mà kiểu uy tín như thế này. Bạn này thuộc dòng Pro Acne Solution, là một cái dòng rất là nổi tiếng của Eucerin ở Việt Nam, và tên đầy đủ của bạn này là Post Acne Mark Reduction Anti Acne Mark Triple Effect Serum. Nghe cái tên rất là dài luôn á, nhưng mà cái tên nó đã nói lên tất cả từ cái công dụng cũng như là cái thành phần nó có thể làm được gì cho da của mình, đó là nó sẽ target vào những cái vấn đề mà thâm, đặc biệt là thâm sau mụn. Thâm sau mụn theo như Trinh tìm hiểu thì nó sẽ được chia làm hai nhóm chính, đó là thâm đỏ với lại thâm đen. Nếu mà mọi người sử dụng những cái biện pháp can thiệp tại clinic á, thì mọi người phải dùng laser để mà có thể chữa trị thâm đen, còn để thâm đỏ thì mình phải sử dụng IPL. Còn nếu mà sử dụng mỹ phẩm tại nhà thì có rất là nhiều thành phần sẽ hỗ trợ cho mọi người trong hai cái vấn đề thâm này. Thâm đen thì chẳng hạn như mọi người có thể dùng là alpha butin, vitamin C, tranexamic acid, citric acid, thậm chí là hydroquinone. Còn niacinamide, benzoic acid á, thì sẽ dùng được cho cả thâm đen lẫn thâm đỏ luôn. Đó, mọi người thấy phức tạp chưa? Nếu mà tự kiểu điều trị thâm tại nhà thì mọi người phải laser rất là nhiều cái hợp chất khác nhau, mà bạn nào không đành một cái là laser không đúng là mặt nó còn bung bé. Thâm cũ chưa hết thì đã có mụn mới để chờ được thâm mới rồi. Bởi vậy mọi người rất là nên ngó qua các bạn Triple Effect Serum này của nhà Eucerin. Nó sẽ giúp cho mọi người điều trị được thâm, và tất cả chỉ có trong một cái sản phẩm này thôi. Nhưng mà mọi người phải nhớ là hết sức kiên trì nha. Thì nãy giờ mình đã hiểu được là công dụng của bạn này là gì rồi đúng không? Thì bây giờ có một cái vế khác trong tên của sản phẩm mà Trinh muốn giải thích cho mọi người. Đó là cái chữ Triple Effect Serum này là mọi người, Triple nghĩa là 3 đúng không? Tại vì trong này thì nó sẽ có 3 cái thành phần chủ đạo làm nên cái công chuyện là giảm thâm sau mụn. Thứ nhất, chiết xuất để cây cam thảo. Đây là một chiết xuất mà có khả năng kháng viêm nè, chống oxy hóa, làm dịu da.
thứ hai đó là salicylic acid BHA, nó sẽ làm sạch sau lỗ chân lông, và quan trọng là nó sẽ lấy được cái lớp da chết, nhất là những cái lớp da chết mà có sắc tố tối màu á, thâm nó cũng mờ hơn rồi. Nhưng mà hai cái thành phần này chưa phải là cái thành phần mà sao sáng, cái thành phần thứ ba mới là cái thành phần mà đáng để nói, hợp chất thiamidol. Thật sự đây là lần đầu tiên mà Trinh biết đến cái hợp chất này, và nguyên nhân là tại vì đây là một cái hợp chất độc quyền của nhà Eucerin, được cấp bằng sáng chế độc quyền luôn. Thì cái cơ chế hoạt động của thiamidol á, nó sẽ tác động kìm hãm cái sự hoạt động của một cái enzyme có tên là tyrosinase, nó sẽ ức chế cái quá trình hoạt động của cái enzyme này. Theo tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, enzyme tyrosinase là một cái đích phân tử rất là quan trọng tham gia vào quá trình sản xuất ra hắc tố melanin, tạo nên cái sắc tố tối màu trên da của mình. Thành phần thiamidol này của nhà Eucerin á, thì nó sẽ tác động vào chính cái nguyên nhân gốc rễ tại sao mà da của mình có những cái hắc tố tối màu như vậy, đặc biệt là những cái hắc tố mà từ thâm sau mụn. Nó sẽ giải quyết được cái nguồn cơ, như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn so với cái việc là nó tác động từ bên ngoài. Và đồng thời cái hiệu quả này cũng đã được nghiên cứu lâm sàng nha, và chứng minh là sẽ có hiệu quả trong vòng tầm khoảng sau 2 tuần, có nghĩa là 14 ngày. Thiamidol ở trên da của Trinh thì tương đối là khá là mới, nhưng mà Trinh có thể thấy được cái hiệu quả dưỡng sáng và mờ thâm của nó có phần còn rõ rệt hơn so với niacinamide hoặc là thậm chí vitamin C ở nồng độ thấp. Ok, nãy giờ thì mọi người đã hiểu được cái cơ chế hoạt động của bạn Triple Effect Serum này đúng không? Bây giờ thì Trinh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng bạn này như thế nào. Thì bạn này là serum thì mình dùng nó như một serum thôi, có nghĩa là sau cái bước làm sạch mọi người có thể sử dụng cả buổi sáng và cả buổi tối luôn. Và nhất là buổi sáng thì mọi người phải chống nắng thiệt là kỹ. Tại mọi người biết sao không, nếu mà buổi sáng mình chống nắng không kỹ thì tự nhiên cái enzyme tyrosinase này của mình nó sẽ sản sinh thêm melanin để bảo vệ da của mình trước tia UV, như vậy thì công cốc hết. Và nếu mà da bạn nào cần thêm độ ẩm thì bên cạnh kem chống nắng ra, mọi người có thể dùng một cái bạn kem dưỡng nữa, có thể dùng luôn của cái dòng Proactive Solution này của nhà Eucerin luôn ha. Cái chất của bạn này á mọi người, nó là một cái kết cấu dạng gel, khi mà nó lên da thì nó rất là mát luôn. Ai mà lần đầu sử dụng thì kiểu sẽ hơi dội một xíu, sẽ hơi không hiểu là tại sao cái chất gel như vậy, nhưng mà nó sẽ làm cho da của mình nó hơi rít một chút. Lúc đầu Trinh cũng choáng luôn mọi người, nhưng mà điều vi diệu là mọi người chỉ cần đợi tầm khoảng là 2 giây thì cái chất này nó sẽ thấm hết trên da, mà tự nhiên da của mình nó ráo trọi luôn, nó không hề còn một chút rít gì hết. Và Trinh nghĩ là một phần là do trong thành phần của bạn này thì có cồn thì nó sẽ giúp cho cái mức độ thẩm thấu của sản phẩm vào trong da được tốt hơn, chứ nếu mà không có cồn thì Trinh nghĩ chắc là nó sẽ còn rất là rít và nó rất khó thấm. Bởi vậy khi mà mình nhìn một cái sản phẩm có cồn hay không có cồn, có thành phần tốt hay thành phần xấu, nó còn phụ thuộc vào công thức bào chế nữa, chứ mình chưa thể mà ngồi kết luận. Cảm giác lần đầu Trinh xài bạn này thì nó sẽ hơi rát một chút xíu, nhưng mà tầm khoảng từ lần thứ 3 trở đi khi mà quen rồi thì Trinh không còn cái cảm giác đó nữa. Và một phần là do trong này cũng có B5 pentanol, nó sẽ giúp làm dịu bớt lại. Da của Trinh thì chủ yếu là bị thâm đỏ ở hai bên vùng má, và một số cái đốm thâm đen ở ngay cái vùng xương quai hàm này nè mọi người, bị mụn xong rồi nó để lại thâm. Mà mụn thì do là nội tiết tố, với lại là Trinh bị nhiều khi bị phản ứng do mình test sản phẩm liên tục thì Trinh dùng cái bản Triple Effect Serum này của nhà Eucerin liên tục trong vòng 2 tuần luôn. Cá nhân của Trinh xài thì Trinh sẽ chấm vào đúng những cái vùng thâm mà mình cần phải xử lý thôi. Trinh sẽ chừa cái bề mặt da của mình còn lại để mà mình test rất là nhiều cái sản phẩm khác. Nhưng mà để mà đơn giản cho mọi người hơn thì mọi người có thể bôi hoàn toàn khắp mặt luôn, chứ không cần phải kiểu chấm điểm như Trinh đâu. Và nhiều khi thì Trinh không có dùng sản phẩm khác thì Trinh vẫn có thể bôi cái sản phẩm này trên đều khắp mặt của mình luôn. Cho nên là Trinh cũng rất là recommend mọi người, thay vì dùng để kiểu spot treatment thì mọi người cứ bôi đều lên khắp toàn mặt cho Trinh nha. Mà nhớ là tránh những cái chỗ mà mụn đang bị sưng, viêm hay là vết thương hở, chứ không là cảm giác nó sẽ rất là rát luôn. Sau tầm khoảng hơn 2 tuần một chút xíu thì Trinh thấy là những cái vết thâm của mình nó có cải thiện tầm khoảng cỡ 30% đến 50% thôi. Cái bề mặt tổng quan da của mình thì nó có sức sống hơn, nó sáng khỏe hơn. Thì thật sự đây là một cái tỷ lệ rất là cao rồi nha mọi người. Mọi người phải đưa vào cái kỳ vọng của mình đối với một cái sản phẩm vừa hiệu quả nhưng mà an toàn thì với một cái hiệu quả như vậy nó đã tương đối rất là ổn áp rồi. Trinh thì thà chậm mà chắc, có cái bạn này xong thì Trinh cảm thấy tự tin hơn để thao hồ test treatment, thao hồ test sản phẩm mới bung lụa. Nói chung là Trinh sẽ rất là recommend tất cả mọi người sử dụng cái bản Triple Effect Serum này, không phải là được sponsor hay không sponsor nha. Nói chung là nội cái tên tuổi của hãng thôi thì mọi người cũng biết cái mức độ uy tín rồi, mình không có cần phải tân bóc quá là nhiều nữa. Nhất là với một cái dung tích là tới 40ml mà giá rất là hợp lý, mọi người sẽ xài được rất là lâu. Nhất là đối với những bạn mà xài theo kiểu là chấm vào điểm như Trinh thì đảm bảo là vô cùng tiết kiệm luôn. Trinh sẽ để link bên dưới nơi mà mọi người có thể mua cái Triple Effect Serum này của nhà Eucerin nha. Thế đây cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ channel của Trinh, cũng như là cảm ơn nhà Eucerin rất là nhiều đã đồng hành cùng với Trinh trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một video gần nhất. Bye.